Tinh dầu răng miệng dạ thảo liên có thật sự tốt hay không? Việc bảo vệ chăm sóc răng miệng hiện nay đang rất là được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người mẹ bỉm, vì họ luôn muốn đem đến những cái điều tốt nhất đến cho con cái của họ. Và thứ hai nữa là chi phí để mình điều trị những cái vấn đề về răng miệng nè sẽ rất là tốn kém, cũng như là mình sẽ rất là tốn nhiều thời gian cho cái việc điều trị răng miệng. Do đó hiện nay các mẹ bỉm đang rất là quan tâm đến những cái dòng sản phẩm có thể bảo vệ chăm sóc răng miệng cả gia đình an toàn mà hiệu quả. Và sản phẩm tinh dầu răng miệng dạ thảo liên là một cái lựa chọn tối ưu cho rất là nhiều người để bảo vệ chăm sóc răng miệng cho cả gia đình. Tuy nhiên cũng còn có một số người đang rất là phân vân liệu rằng tinh dầu răng miệng dạ thảo liên có thật sự tốt như lời đồn hay không. Thì hôm nay trong video này Tuyến sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn nhé. Đầu tiên ta nói về thành phần của sản phẩm. Thì đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ các tinh dầu thiên nhiên như là trầu không, xạ hương, quế hương nhu và các thành phần thiên niên kiện khác. Thứ hai là được điều chế tại cái nhà máy tinh dầu lớn nhất Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP, có đầy đủ giấy tờ pháp lý của Bộ Y tế, giấy công bố sản phẩm cũng như là giấy kiểm nghiệm đầy đủ. Thứ ba là trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến cụ già 100 tuổi, nam, nữ, trai, gái đều có thể sử dụng được. Không phân biệt là người sử dụng, đối tượng sử dụng có bị tim mạch hoặc là tai biến gì không thì tất cả những cái đối tượng đều có thể sử dụng được cái tinh dầu răng miệng dạ thảo liên. Các đối tượng thường xuyên bị chảy máu chân răng nè, nhức răng nè, đau răng nè, sâu răng nè, viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa và một cái số bệnh lý khác đều có thể chữa khỏi nhờ cái sử dụng cái tinh dầu răng miệng dạ thảo liên đúng cách. Ngoài ra khi mà các bạn sử dụng cái tinh dầu răng miệng dạ thảo liên hàng ngày thì giúp cho các bạn có một cái hơi thở thơm mát này cũng như là một cái hàm răng chắc khỏe. Và với các điều trên thì các mẹ đã yên tâm cho bé của mình cũng như là gia đình mình sử dụng cái tinh dầu răng miệng dạ thảo liên hàng ngày chưa nào? Nếu như mà bạn còn bất cứ một cái lăn tăn nào, một cái thắc mắc nào thì hãy để lại comment tại video này để được Tuyến chia sẻ thêm nhé.